xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2011. Hôm nay chúng ta học tiếp bài cuối của lịch sử Đức Thế Tôn. Bài này chúng ta đã đi qua được cái ba phần này. Phần đầu chúng ta nói đến những mùa hạ cuối cùng. Phần thứ hai chúng ta nói đường về phương Bắc. Phần thứ ba chúng ta nói đến những cái huấn ngôn rất là quan trọng sau cùng của Đức Phật. Và hôm nay chúng ta đi đến phần thứ tư, tức là chúng ta nói đến cái nơi chốn Đức Thế Tôn Niết Bàn. Cái phần này có cái tên là rừng Sa La tĩnh mịch. Có ba phần. Phần A, chúng ta nói đến không gian, thời gian. Và phần B, chúng ta sẽ nói đến Thế Tôn nhập và xuất các tầng định. Phần C, chúng ta sẽ bàn về giai đoạn cuối, tức là giai đoạn Đức Thế Tôn vào Đại Niết Bàn. Ba phần thôi. Ý đầu tiên chúng ta bàn về không gian và thời gian lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn. Ngày xưa thì người ta không có thống nhất với nhau về đản sinh của Đức Thế Tôn, nhập Niết Bàn của Đức Thế Tôn và ngày thành đạo của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà bây giờ quý thầy nghe cái từ lễ tam hợp á, phải không? Như vừa rồi lễ Vi Sắc ở Việt Nam ta gọi là lễ tam hợp. Tam hợp là gì? Ngày ấy Thế Tôn sinh ra và Thế Tôn nhập Niết Bàn cũng ngày ấy. Và mình cũng chưa có tra khảo kỹ coi có phải là người ta lấy tam hợp đó là ngày đó Đức Thế Tôn thành đạo hay không. Tuy nhiên người ta dùng cái từ tam hợp để chỉ cho chính xác đó là Thế Tôn Niết Bàn và Thế Tôn đản sinh một ngày, tức là vào ngày trăng tròn tháng Vesa, có thể là tháng tư âm lịch, tức là tháng năm dương lịch. Thế thì cái thời gian rộng đó là vào tháng tư, và cái thời gian hẹp hơn đó là vào nửa đêm, tức là đêm về sáng. Và nếu quý thầy đọc ở trong kinh Di Giáo thì có mấy cái từ rất là hay là thị thời trung dạ tịch nhiên vô thinh vị chư đệ tử lược thuyết pháp yếu. Câu này nó rất là hay. Thị thời trung dạ tịch nhiên vô thinh. Lúc bây giờ vào giữa đêm, yên ả vắng lặng, không có một tiếng động nào. Cái chữ trung dạ tịch nhiên vô thinh nó rất là hay. Nó gợi lên một cái hình ảnh là vào lúc Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn dạy chư tỳ kheo, cũng trong cái không gian, thời gian rất là yên bình, tĩnh lặng. Và trăng giữa rằm về sáng thì thưa các vị, nó rất là sáng, nó là một. Rừng Sa La yên lặng là hai. Nó cho chúng ta một cái hình ảnh là Đức Đại Giác Thế Tôn trước khi vào Niết Bàn, không gian chung quanh nó không có bát nháo, nó không có ồn ào, không có người khóc than, không có sự buồn khổ thống thiết gì của những người đệ tử xuất gia cả. Có lẽ là cái quá trình kiết tập của kinh văn về sau, người ta muốn cho nó có cái sắc thái bình thường một chút, cho nên ghi vào những cái phần các tỳ kheo đấm ngực, đấm mũi, nhào lăn lộn, khóc mướt, vân vân,
Nhưng mà ngay trong văn bản kinh thì các vị thấy là Ngài A Nan khi Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn rồi sầu khổ vô cùng, đi ra chỗ khác khóc chứ đâu dám khóc trước mặt Đức Thế Tôn. Một chút dẫn chứng để mình trở lại cái không gian yên bình tĩnh lặng của lúc Thế Tôn Niết Bàn. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng vậy, cũng nói là lúc bấy giờ không gian rất là yên bình tĩnh lặng, tịch nhiên vô thinh, tức là lặng lẽ không một tiếng động. Mình cứ hình dung là chư đệ tử lắng nghe cái lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn bằng tất cả sự chăm chú tĩnh lặng của tâm. Điều thứ hai, các thầy đa phần là những vị đã chứng thánh quả A-la-hán rồi, ái nghiệp lậu hoặc nó cũng không phải như chúng ta. Ví dụ như chúng ta đi, chưa nói gì các bậc thánh A-la-hán. Và các vị hình dung là nếu sư ông gần tịch mà sư ông ngồi xếp chân kiết già đoan trang dạy từng lời phân phó mọi việc thì có ai có gan ở đó mà nhào lăn mà khóc giãy tê tê không? Chắc không đâu, có phải không? Chắc chắn như vậy thôi. Thế thì mình hình dung là kinh văn ghi những cái phần sau chúng ta có quyền hồ nghi là họ thêm cho một phần cho nó có tính đời thường thôi, chứ còn kỳ thực là trung dạ tịch nhiên vô thinh, đó là câu di giáo nào cũng trích cả. Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng trích câu đó, Trường A Hàm cũng trích câu đó, kinh di giáo và quý thầy đã từng học qua cũng mở đầu bằng câu nói đó. Thử thời trung dạ tịch nhiên vô thinh, Thế Tôn vị chư tỳ kheo lược thuyết pháp yếu. Ngay như những người Phật tử bình thường thôi, họ có chút tu tập thôi, họ niệm Phật cầu vãng sinh thôi. Thế nhưng mà tới lúc cuối cùng giờ họ sắp ra đi, họ tắm rửa sạch sẽ đoan trang, họ dặn dò con cái họ xong đâu đấy, họ nằm yên lặng, người chung quanh có thể niệm Phật thầm thôi, chứ không phải ê a thỉnh chuông thỉnh mõ sùm sùm rồi niệm Phật ngâm nga gì đâu. Rồi lặng lẽ họ ra đi. Và 80 tuổi, 70 tuổi mà họ ra đi như thế thì cả gia đình họ không có đến nỗi xúc động, não phiền, nằm lăn ra đó mà kêu gào thảm thiết gì cả. Đã có nhiều trường hợp như thế xảy ra. Đó là cư sĩ thường còn như thế. Trong đạo thưa các vị, các bậc thầy của chúng ta mình hình dung coi là đã từng dạy đạo 40-50 năm. Các vị đồ tôn đệ tử lớn, hạ lạp cao và quỳ bên thầy nghe thầy phân phó bao nhiêu việc, rồi cái lúc thầy xếp chân đoan trang hoặc là nằm đoan trang tu thần nhập niết bàn, có ai có gan mà khóc mà la mà gào mà thét không? Thế cho nên từ cái kinh nghiệm cuộc sống đời thường ta trải nghiệm, rồi ta nhìn lại kinh văn, trích ra những đoạn kinh thì thấy cái không gian và thời gian lúc bây giờ nó yên bình tĩnh lặng vô cùng. Một bậc đại giác Như Lai đến giữa nhân gian này, sự có mặt của Ngài nó tỏa sáng cái năng lượng của giác ngộ và từ bi, nó mang đến cho người ta niềm vui. Sự có mặt của các bậc ấy có khi không cần nói bằng lời, nó mang đến cái sự yên bình tĩnh lặng cả một không gian rồi. Cái từ trường chung quanh tự nhiên nó lắng lại, nó yên tĩnh lại. Rồi cái giây phút trọng đại nhất của đời người là thu thần nhập Niết Bàn. Thưa các vị, cái lúc đó cái năng lượng từ trường của Ngài nó cũng làm cho cả một không gian yên bình tĩnh tại lắng động lại, chứ không có cái chuyện là lao xao bất an gào khóc thảm thương, nó đầy cái tính tục trần ở trong đó đâu. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái không gian và thời gian, và các vị đọc trong kinh văn thì nhìn thấy điều này. Mình đem hai ba cuốn chắc cho nó rườm rà ở đây, không biết có đọc được hay không, kiếm rồi. Tôi không biết là ở đây các cụ có đọc vô cái kinh Đại Bát Niết Bàn không. Mình đã có một cái gợi ý, đó là kinh Du Hành của Trường A Hàm, cái phần Thế Tôn nhập Niết Bàn đó, nó liên hệ rất là chặt chẽ, mà tất cả những sự kiện có mặt trong Trường A Hàm nó đều quảng diễn rộng ở trong Đại Bát Niết Bàn Kinh. Và những nhà Phật học họ nghiên cứu thì cái văn học của Kinh Niết Bàn này nó là cái dư lực của Kinh Pháp Hoa, do các vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa họ kiết tập lại.
tức là cái tinh thần giáo nghĩa và cái nội hàm sâu xa của dòng chảy văn học của Pháp Hoa, nó còn dư hưởng lại, cho nên hình thành một cái bộ văn học Phật giáo Đại Thừa khá đồ sộ, đó là Đại Bát Niết Bàn. Và nếu người ta truy nguyên ra cái chiều dài phát triển của nó, thì trước khi có Đại Bát Niết Bàn, có văn học Pháp Hoa, thì cái nền văn học đầu tiên đó là văn học Bát Nhã. Bây giờ kiếm chuyện nói lang thang ha, Bát Nhã. Rồi sau Bát Nhã tới Hoa Nghiêm, rồi sau Hoa Nghiêm đó mới tới Pháp Hoa, Duy Ma Cật rồi Pháp Hoa, Duy Ma Cật và Niết Bàn. Có hai ý mình dẫn ra đây để cho các thầy có cái nhìn về vấn đề này. Văn học Phật giáo Đại Thừa đầu tiên nó có ra từ thi kệ trước. Ví dụ như Bát Nhã đầu tiên nó có bằng Bát Nhã Quang Tán, tức là phóng quang Bát Nhã từ những bài kệ. Và sau những bài kệ người ta thấy là nó rất là cô động, cho nên người ta lại quản diễn những bài kệ ra văn trường hàng. Và thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn nói trường hàng xong rồi Ngài trùng tụng lại, hình thành cái văn học thi kệ. Nhưng mà kỳ thực những nhà nghiên cứu về sử liệu á, thì Đức Thế Tôn dùng cái văn học thi kệ trước. Người ta kiết tập thi kệ trước chứ không phải là văn trường hàng. Sau đó họ mở rộng thi kệ văn trường hàng. Cho nên cả một cái chiều dài từ văn học Bát Nhã đầu tiên đó là văn học bằng thi kệ. Hoa Nghiêm cũng bằng thi kệ. Và Pháp Hoa cũng thế. Thế rồi người ta mới hình thành kiết tập cái văn học trường hàng sau. Và có nhiều dẫn chứng về vấn đề mình trình bày. Ví dụ gần nhất là những bài Kinh Pháp Cú. Các vị hình dung là Kinh Pháp Cú từng thi kệ ngắn thôi, có khi đó là 4 câu thôi. Và người ta thấy nó rất là cô động, cho nên lại tập trung những cái nhân duyên để hình thành những câu Kinh Pháp Cú. Nó thành một đoạn văn trường hàng giải thích 4 câu Kinh Pháp Cú. Do vậy cho nên cái quá trình hình thành của nó đi từ văn học Bát Nhã tới Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật, Pháp Hoa và Niết Bàn. Đó là mình giải thích một vòng, để trở lại cái vấn đề chính mình muốn nói, đó là nó có sự liên hệ rất gần. Đó là từ cái bài Kinh Du Hành trong trường A Hàm, nó hình thành cái bộ Đại Bát Niết Bàn mà Ngài Pháp Hiển, Ngài dịch. Và mình đem ra đây để làm chứng. Mình định đọc dài dài đoạn để thủng thẳng là chúng ta tìm cách chúng ta đọc. Nhưng mà vấn đề mình thưa đây là thế này. Thưa các vị là mình nhớ loáng thoáng mà ngày xưa Hòa Thượng Trí Tịnh, Ngài dịch thì Ngài có ghi là văn bản này dịch phản Hán là ai, dịch Hán Việt là ai. Ví dụ như Pháp Hoa, dịch phản Hán đó là Cư Ma La Thập, dịch Hán Việt đó là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thế nhưng mà mình lật cái bộ Đại Bát Niết Bàn, người ta mới in sau này, người ta bỏ mất cái từ rất là quan trọng, đó là dịch phản Hán là ai, người ta bỏ mất. Các vị hình dung là không phải một bộ Đại Bát Niết Bàn, mà nó có rất nhiều bộ Đại Bát Niết Bàn. Từ thời nhà Đường đã có những bản dịch, thời Lưu Tống đã có những bản dịch, Ngài Pháp Hiển có bản dịch. Thế cho nên mình mày mò thử coi là cái bộ này từ đâu và tìm thử văn bản Hán, thì tìm mất cả một buổi sáng. Mày mò mới ra, ồ cái bản Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là từ Ngài Pháp Hiển mà ra. Đó là cái điều đáng trách của những nhà in ấn Việt Nam hiện tại. Đó là câu chuyện lang thang mà dẫn nhau đi một chút. Rồi trở lại vấn đề chính của chúng ta muốn nói. Vấn đề chính chúng ta muốn nói mình xin ôn lại thế này thưa các vị. Cái quá trình kiết tập kinh điển từ A Hàm cho tới văn học Đại Thừa, dĩ nhiên là nó bị pha trộn do cái nhu cầu nhuận văn nó phát sinh. Thế nhưng mà cái cốt lõi của nó, chúng ta nhìn về vấn đề này là cái thời gian và không gian lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn nó rất là tĩnh mịch, nó rất là yên ắng, chứ nó không có ồn ào, không có gì gọi là sao động. Đó là bài học đầu tiên. Và cái điều này thưa có thể dẫn chứng ra rất là nhiều cái nguồn thư tịch sử liệu. Các vị hình dung là sau an cư hoặc là trước an cư,
Chư Tăng chưa hề tập trung một nơi rất là đông đảo. Thậm chí là Thế Tôn tuyên bố xả thọ mạng xong rồi thì sau đó Thế Tôn mới vân tập chúng tại thành Vệ Xá Ly lại để tuyên bố là ta sẽ vào Niết Bàn 3 tháng sau. Đó là điều thứ nhất chứng minh rằng trong một cái tập thể chư Tăng dây quanh Đức Thế Tôn lúc Thế Tôn Niết Bàn không là bao nhiêu cả. Không phải 1.250 vị tỳ kheo như chúng ta đã từng biết. Và cái dẫn chứng thứ hai để chúng ta thấy là sau đó thì Ngài Ca Diếp dẫn một đoàn chư Tăng từ phương xa. Khi nghe tin Đức Thế Tôn Niết Bàn, ông ấy về tới nơi thì gần đến ngày người ta làm lễ trà tỳ Thế Tôn, tức là 7 ngày sau. Thì các vị hình dung coi là chư Tăng xoay quanh Đức Thế Tôn trong ngày Niết Bàn nó không có là bao nhiêu cả. Và thậm chí là Ngài chọn nơi Niết Bàn đó là nơi một cánh rừng xa, không phải là một thành phố ồn ào phức tạp. Cho nên lúc Thế Tôn Niết Bàn không hề có cái trạng thái của sao động, buồn khổ, gieo người xuống đất, đấm ngực, đấm lưng gì để khóc, để khốn khổ cả. Chắc như thế. Cho nên cái điều đầu tiên này, thưa các vị, hãy đọc rồi chiêm nghiệm thử. Rồi chúng ta trong tương lai mai mốt gặp cái tình trạng sư phụ ta Niết Bàn thì ta cũng nên xử sự một cách rất là thiền vị như thế này. Bằng không thì mình cứ nghĩ là phải vân tập nhau lại, phải niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, đừng có bao giờ đụng thi thể của thầy, rồi ông đau nhất. Thưa cái điều này nó vô cùng là phi lý. Tôi không biết là cái truyền thống Phật giáo nó trải xa cho đến ngày này, người ta có một cái quan niệm về cái chết, về những cái nghi thức liệm và tán và trà tỳ nó sai lạc vô cùng đối với quá khứ. Ví dụ như các vị biết là cái tử thi của một người Phật tử mà mất á, trong cái dạng bình thường thì không nói làm chi, trong cái dạng bệnh trầm kha, tức là những cái loại tật bệnh 5 năm, 3 năm mà ra đi rồi, thì các vị hình dung coi là cái tử khí nó xông ra đâu phải là ít. Có phải vậy không? Thậm chí những loại bệnh mà nó có thể lây nhiễm như bệnh lao phổi vân vân, mà người ta xoay quanh tử sàng, người ta niệm Phật tới 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, thế thì các vị hình dung coi có phải làm tình làm tội với ông thầy không? Làm tình làm tội những người bạn đồng tu không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái tội nghiệp hơn nữa, người ta có quan niệm là khi chết rồi đừng có đụng vào thi thể của người chết. Không được tắm, không được lau, không được sửa tay, sửa chân hay là vuốt mắt. Tại vì đụng tới người ta đau, người ta nổi quạo, rồi người ta đọa địa ngục đi, không có sinh về cảnh giới lành. Không biết cái truyền thống này từ kinh văn nào phát sinh thì tôi không biết. Nhưng mà thưa các vị đọc vào những cái văn bản bên kia cái chết, hoặc những cái bài người ta viết về sau cái chết, họ có gì mà sống lại, thì chừng như cái chuyện này rất là phi lý. Tại sao? Thần thức rời hình hài rồi thì thưa các vị, họ còn không biết đây là hình hài của họ nữa mà. Làm gì có chuyện là đụng vào xác chết rồi họ đau, nổi quạo, nổi sân gì đâu. Có một bác sĩ gì người Mỹ, tôi không biết các vị có đọc cái tài liệu đó không. Ông chết rồi ông du hành từ tiểu bang này tới tiểu bang kia rất là xa. Và sau đó thì ông trở về, ông nhìn lại cái xác ông. May là trên tay của ông có đeo cái chiếc nhẫn của quân đội, cho nên ông nhớ rằng đây là ông. Và may mắn thay, ông nhớ rồi cho nên ông lại trở về cái xác cũ của ông. Chứ còn ông nhìn không ra, mặt mày nhìn không ra. Thế thì người ta kháo với nhau rằng phải niệm Phật 8 tiếng đồng hồ quanh tử sàng là cái điều thứ nhất, nó vô cùng mất vệ sinh, thưa các vị. Theo mình thấy thế. Và người ta đâu đó mà nghe. Điều thứ hai là không được đụng tới, không được thay áo, không được vuốt mắt, không được sửa tay chân cho nó ngay ngắn. Thế thì càng phi lý hơn nữa, thưa các vị. Cho nên từ cái điều này chúng ta nhận ra được, đôi khi Phật giáo càng chảy xa nguồn, người ta càng có những cái lầm lẫn vô cùng, mà không ai dám đụng đến những cái vấn đề nó mang cái tính truyền thống như thế. Dường như đây là truyền thống Tịnh Tông ạ. Niệm Phật EA 8 tiếng đồng hồ, có khi niệm mất 12 tiếng đồng hồ, niệm từ giữa đêm cho tới sáng, cho tới sát lạnh luôn, cứ thay phiên nhau mà niệm A Di Đà Phật, niệm suốt như thế thôi.
Đó là ý thứ nhất, để nhìn ra rằng là người tu. Thưa các vị, ta hãy nhìn vào gương của Đức Thế Tôn Niết Bàn trong quá khứ, nhìn vào gương các vị thầy của chúng ta đến đi tự tại, xa hơn là nhìn vào gương của các vị thiền sư hoặc là những vị cư sĩ thôi. Họ có năng lực tu thì thưa các vị, những vấn đề này nó rõ ràng trước mắt chúng ta, nó sáng bừng, không có gì giấu giếm cả. Năng lực tu của anh đến đi tự tại, hoặc là anh biết giờ anh ra đi rồi, thì cái sự đến đi của anh nó không có làm cho bao nhiêu con người buồn khổ bất an, và nó không làm cho người ta phải quằn quại khổ đau đâu. Đó là cái điều rất hiển nhiên trong đời sống tu của chúng ta thôi. Rồi cái phần thứ hai, Thế Tôn nhập và xuất các tầng định trong trường A Hàm, tức là trong bài kinh Du Hành đó. Thì các vị hình dung là Đức Thế Tôn đi vào từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là đi vào sơ thiền rồi xuất khỏi sơ thiền đi vào nhị thiền, rồi xuất nhị thiền đi vào tam thiền, rồi xuất tam thiền rồi đi vào tứ thiền, rồi ngài mới trở lui lại từ tứ thiền xuống tam thiền, nhị thiền và sơ thiền. Rồi lần thứ hai cũng từ sơ thiền đi vô tới nhập tứ thiền xong rồi, ngang đó ngài xả tứ thiền yên tĩnh vào niết bàn. Đó là kinh văn A Hàm. Và cái từ quan trọng là xả tứ thiền. Sau khi ra khỏi tứ thiền rồi mới vào niết bàn, mới nhập niết bàn vĩnh tịch. Cái câu này nó rất là quan trọng. Nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Thưa các vị, là phải đi ngang qua bốn tầng thiền sau đó mới chứng nghiệm được trạng thái niết bàn, chứ không phải ngay tầng thiền thứ tư là trạng thái niết bàn. Các vị đọc vô kinh văn. Rồi cái điều thứ hai để chúng ta kiểm chứng nữa, đó là kinh văn Đại Thừa, Đại Bát Niết Bàn là kinh văn Đại Thừa. Thì quý vị hình dung là Đức Thế Tôn đi vào đi ra như thế bao nhiêu lần? Đức Thế Tôn thuận nghịch nhập các tầng định 27 lần. Và cứ mỗi một lần Thế Tôn đi vô một tầng định, chìm sâu vô trong đó, A Nan không biết là Thế Tôn đã vào Niết Bàn hay chưa. Hỏi Sư huynh A Nậu Lâu Đà là Thế Tôn đã vào Niết Bàn chưa? Ngài A Nậu nói chưa, Thế Tôn đang vào tầng đỉnh này. Rồi Thế Tôn sẽ trở ra, rồi Thế Tôn sẽ vào tầng đỉnh kế tiếp, rồi Thế Tôn trở ra. Và cứ mỗi một lần qua một tầng đỉnh, tức là từ tứ thiền đi vô các tầng không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và tầng diệt tận định, tức là Thế Tôn đi ngang qua bốn tầng thiền trên, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và diệt tận định. Thì mỗi tầng như thế Thế Tôn đều xuất và nhập, và qua một lần như thế này thì Thế Tôn có một bài pháp ngữ ngắn dạy chư tỳ kheo rất là ấn tượng. Đó là ý thứ nhất. Thế nhưng mà thưa các vị, trước khi Thế Tôn đi vô những tầng thiền như thế này, lòng đại bi của Thế Tôn vẫn còn tràn đầy, cho nên Ngài nghiêm trang ngồi trên bảo tòa, vạch cái y Sangati ra, tức là vạch cái y Tăng và Lê ra, bài Kim Sắc Thân, chỉ cho đại chúng nói một câu thế này. Đó là các ông hãy nhìn cho kỹ Kim Sắc Thân của Như Lai. 1.000 năm mới có xuất hiện giữa cuộc đời này một lần, giống như Hoa Ưu Đàm Bá. Các ông hãy chiêm ngưỡng cho nó tràn đầy mắt, tức là chiêm ngưỡng cho mãn mục, hết lòng kính ngưỡng, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Tại vì sau đây ít lâu Như Lai sẽ vào Niết Bàn, các ông sẽ không có cơ hội nhìn ngắm được thân kim sắc của Như Lai, cho nên các ông hãy nhìn cho kỹ thân hoàng kim của Như Lai. Ta đã
từng tạo hà sa công đức lành nơi hành tinh này, cho nên xuất hiện một lần đem chánh pháp rải lên trên cõi đại địa. Ta là một loài hoa quý như hoa ưu đàm bá, cả ngàn vạn năm mới nở một lần, cho nên các ông hãy chiêm ngưỡng thân kim sắc của Như Lai để tràn đầy cái niềm vui, để khởi phát bồ đề tâm, để nuôi dưỡng đạo nghiệp, vì trong tương lai không còn bao lâu nữa Như Lai sẽ vào niết bàn. Đức Thế Tôn tuyên bố lời đó, ngài bay lên tầng cao bằng 7 cây đa la, xong rồi ngài hạ xuống sàn thất bảo 3 lần như thế để tuyên bố câu nói đó. Thế rồi qua một lần đi vào những tầng đỉnh như thế này, Thế Tôn lại tuyên bố một câu khích lệ chư tỳ kheo. Và sau 3 lần nhập và xuất như thế này thì Thế Tôn mới vào hẳn niết bàn tịch tỉnh. Và các vị hình dung là lúc ngài mở sangati bài thân kim sắc, lúc ngài dùng thần thông bay lên hư không, thế thì lúc đó thể hiện thần thông, nhưng mà lúc ngài vào niết bàn thì ngài làm một việc vô cùng giản dị như mọi con người dưới trần gian, đó là làm chi? Nằm trên bảo sàng, nghiêng mé tay phải, đầu hướng về hướng bắc, mặt quay về hướng tây, một tay lót ở phía dưới gối và một tay xuôi trên người, an tĩnh vào niết bàn. Đó là vấn đề thứ hai chúng ta đi vô. Có một câu ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng rất là hay. Lúc đó đúng giữa đêm, Đức Như Lai nằm trên giường thất bảo trong rừng Ta La, nhập tứ thiền yên lặng mà bát niết bàn. Kinh văn Đại Thừa, kinh văn A Hàm đều nói một câu như vậy. Giữa đêm tịch tỉnh, trăng tròn vành vạnh nghiêng về phương Tây, và không một tiếng động gì trong giữa khu rừng tĩnh mịch ấy. Chư tỳ kheo cũng rất là yên lặng. Thế Tôn nằm yên trên giường thất bảo trong cái thế của sư tử ngọa, rồi vào niết bàn. Thì cái phần thứ ba chúng ta mới nói cái thời điểm Đức Thế Tôn nhập vào Đại Niết Bàn, tức là cái thời điểm Đại Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Phần C. Cái từ này tôi nghĩ chắc quý thầy đã quen rồi nhé hả? Thưa đại chúng, là cái từ tiếng Phạn nó dài dòng, gọi là Maha Pari Nirvana. Người ta dịch là Maha Bát Niết Bàn Na. Bây giờ mình đi vô chữ nghĩa cho vui nha. Maha Bát Niết Bàn Na, tức là người ta dịch âm của cái từ Sanskrit này. Và nếu người ta nói gọn hơn thì người ta dùng cái từ là Niết Bàn thôi. Và nếu dịch ra tiếng Hán cho dễ hiểu thì gọi là Đại Diệt Độ. Thứ hai là Đại Viên Tịch. Và cái từ mà chúng ta thường dùng là Nhập Tịch, phải không? Nhập Tịch, Nhập Diệt. Có khi người ta dùng cái từ Tịch và Thượng Tịch rồi. Đó là người ta dùng cái từ rất là giản lược để chỉ cho các thầy xả bó thân, an trú trong cái trạng thái Niết Bàn. Dùng chữ tịch. Thế nhưng mà đi vô cái từ Niết Bàn này nó rất là hay. Ở trong Bát Bổn Niết Bàn, bây giờ mình đi vô từ ngữ Bát Bổn Niết Bàn, và ở trong Thiên Thai Tông, ngài Trí Khải ngài giải thích có 4 loại Niết Bàn. Và từ cái giải thích 4 loại Niết Bàn này, người ta có một cái pháp tu Đại Bát Niết Bàn, thưa các vị. Chứ mình đừng nghe cái chữ Đại Bát Niết Bàn rồi mình khủng hoảng, mình nghĩ rằng chết mới Đại Bát Niết Bàn. Trong khi có một cái pháp hành trì gọi là pháp hành trì Đại Bát Niết Bàn. Tại vì kinh Đại Bát Niết Bàn không có nghĩa là chỉ cho Đức Thế Tôn giây phút đi vào Đại Tịch Diệt gọi là kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngoài ra còn những cái pháp môn hành trì dành cho các vị Bồ Tát. Hay nói một cách gần hơn đó là thế này. Mình dùng con mắt thiền quán mà nhìn vào cái kinh này thì thưa các vị, đây là một bộ kinh hay là một dòng văn học mở ra cái con đường thiền tập để chúng ta ngộ được bản tâm không sinh không diệt, rồi từ cái cửa đó đi vô. Cho nên gọi là Đại Bát Niết Bàn Kinh. Nó mở ra cái con đường tu tập, mở ra cái pháp môn hành trì để thành đạt được pháp thân hiện tiền.
Và tất cả những điều mình nói nó được giải thích trong bốn phần Niết Bàn của Thiên Thai Tông, và giải thích thế này. Thứ nhất là họ phân định ra bốn loại Niết Bàn. Thứ nhất là bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Đó là Niết Bàn thứ nhất. Và người ta gọi tắt cái từ dài dòng này gọi là tự tánh Niết Bàn. Và người ta cũng gọi tắt lần thứ hai nữa là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, hay là tánh tịnh Niết Bàn. Có nghĩa là gì? Bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, hay là tự tánh Niết Bàn, hay là tánh tịnh Niết Bàn. Nó hàm một cái nghĩa là cái trạng thái Niết Bàn này nó có sẵn nơi thân tâm của anh, gọi là tự tánh Niết Bàn. Hay dùng cái từ dễ hiểu hơn là cái chất Phật này, cái chất đại tịch diệt này, cái chất đại viên mãn này, nó đã có sẵn ngay nơi hình hài năm uẩn của anh, cho nên gọi là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, hay là bản lai thanh tịnh Niết Bàn. Chỉ ra cái gì nơi thân tâm của chúng ta? Thưa các vị, là cái trạng thái tâm bất động vô nhiễm của các vị gọi là tánh tịnh Niết Bàn, chứ không có chi lạ. Kỳ thực là ba phần Niết Bàn phía sau, đó là hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn và vô trụ xứ Niết Bàn, nó đều sinh ra từ cái bản lai thanh tịnh tự tánh Niết Bàn này. Nếu trong tự thân năm uẩn của các vị mà không có cái chất Niết Bàn này thì ba phần còn lại cũng không nương vào đâu để có được. Vô trụ xứ Niết Bàn là Niết Bàn của các vị Bồ Tát. Các ngài chứng đạt được Pháp Thân, cho nên có thể lang thang lại qua trong ba cõi sáu đường, có thể làm ngàn vạn việc Phật sự, nhưng mà không rời bản tâm Niết Bàn, cho nên gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn có nghĩa là người đó đã chứng đạt được trạng thái an lạc nơi tự tâm. Thế nhưng mà rồi sinh thân ngũ uẩn vẫn còn, cho nên vẫn còn đến đi ăn uống thở khí trời như con người, gọi đó là hữu dư y Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn có nghĩa là Phật sự đã xong, không còn cần cái hình hài này để lưu lại thọ mạng giữa nhân gian làm chi nữa, cho nên xả thọ mạng, an trú trong tự thể tịch diệt, cho nên gọi là vô dư y Niết Bàn. Và mình giải thích sơ qua bốn phần như thế để trở lại cái phần quan trọng là, thưa quý thầy, là nếu không có cái bản chất Niết Bàn có sẵn nơi hình hài năm uẩn thì không thể thành đạt được ba phần này. Và nếu người ta dùng một cái nhìn của thiền quán mà nhìn đó, mình nói quanh quanh là mình cũng phải quy chiếu bằng không thì mình học Phật thôi chứ mình có dính chi đâu. Nếu người ta dùng cái nhìn thiền quán mà nhìn thì thưa các vị, rõ ràng là trong hình hài năm uẩn của mọi chúng sinh trên hành tinh này, nếu họ phát triển cái trình độ tâm linh họ đến một mức độ nào đó thì họ nhận ra một điều là ngay trong tự thân họ có cái chất Phật đã thành tựu từ lâu, chứ không phải cần tu mới thành tựu. Và cái điều này nói thì nghe chừng như là mình vô cùng là phản bội với giáo lý của Thinh Văn Thừa là phải hà sa kiếp tu. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn cho sâu bằng con mắt của người đã từng tu học qua cái ngưỡng cửa của thiền quán thì các vị nhìn ra một điều đó là thế này. Trong cái trạng thái tâm nó hỗn mang, xao động, bất an, ưu tư và phiền muộn, nếu chúng ta vụng về thì chúng ta đồng nhất ta vào trạng thái buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà nếu các vị có được cái nhân duyên lành tình cờ, các vị tách các vị ra được, các vị là người nhìn thấy nỗi buồn, cơn giận, sự bất an, và các vị an trú được ngay trong cái vùng trời nhận biết nỗi buồn, thế thì các vị nhận ra một điều là ta vốn là cái trạng thái tuệ tri tĩnh lặng, rỗng sáng, vô ngã, cũng vô sinh vô diệt, không đến không đi. Và trạng thái này, thưa các vị, nó có cái đức của Bát Nhã, đó là nó chiếu phá, nó phá vỡ, nó đốt cháy hết những cái phiền não từ quá khứ cho tới hôm nay. Đức thứ hai của nó là nó không hề dính một cái thứ gì cả, nó không có tên để gọi, nó không có bản ngã, nó không có tôi có ta gì trong đó cả, gọi là đức Bát Nhã. Điều thứ ba,
Cái điều kỳ lạ là nó vô cùng là thanh tịnh, nó không có một cái tì vết gì trong đó cả. Nó là một trạng thái sáng giống như mặt trời sáng vậy thôi. Trạng thái nhận biết của các vị mà không có tiếng thầm thì chi, nó chỉ đơn thuần là sự nhận biết. Thì thưa các vị, nó là trạng thái tâm quang minh chiếu sáng của vô lượng quang. Trong đó nó có đủ đức của Niết Bàn, đủ đức của Bát Nhã, đủ đức lành của hà sa diệu dụng trong đó. Thế cho nên tánh tịnh Niết Bàn hay là bản lai thanh tịnh tự tánh Niết Bàn trong kinh văn như Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ cũng có nói. Và nơi đây thì Tông Thiên Thai người ta giải thích đó là nó là nền của ba phần Niết Bàn phía sau. Cho nên thân ngũ uẩn của anh biểu hiện giữa trần đời, anh lao sao 50 năm, 30 năm. Thế rồi thân ngũ uẩn của anh nó theo với tháng ngày già cõi suy hoại trả về cho cát bụi. Nếu anh không nhận ra cái tự thể thanh tịnh Niết Bàn, anh chỉ thấy cái phần nghiệp bên trên, tức là cái phần sao động bất an do anh chấp ngã hình thành trong kiếp này, thì anh nổi chìm theo cái chấp ngã của anh sinh diệt trong ba cõi sáu đường. Còn nếu anh ngay lúc hiện thời anh nhận ra cái tự thể Niết Bàn bất động của anh sống, anh tập sống ngay hiện thời với tánh tịnh Niết Bàn, thế thì khi trả lời này tứ đại nghiệp nó tự rã, tức là mình không theo cái nghiệp và mình an trú trong cái thể Bát Nhã sáng ngời của tự tâm, thế thì nhập Niết Bàn tĩnh tịch, an trú trong trạng thái Niết Bàn, chứ không có chi mà khó khăn cả. Cho nên các vị thánh A La Hán ngày xưa tuyên bố một câu là sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Là cái chuyện, thưa các vị, không phải người ta cường điệu do các vị tổ kiết tập kinh văn, mà điều này rất là thực, nó có mặt trong các vị thánh A-la-hán của Đức Thế Tôn ngày xưa tuyên bố rất là chắc thực. Không biết cái điều đó quý thầy nghe cảm thấy nó dễ hiểu không? Có thể tin rằng mình tuyên bố một câu giống vậy không? Chưa có niềm tin vững chắc. Đó là chúng ta đi ngang qua kinh văn và cái nhìn của Thiên Thai, Ngài Trí Khải, Ngài giải thích. Là chúng ta lạm vàng thêm một việc nữa. Kinh Nhập Lăng Già có một câu rất là hay. Mình làm bộ mình gợi những điều này, tại vì trong tương lai mình nghĩ chắc các thầy cũng sẽ đi vô những cái phần kinh văn như thế này. Cũng phải làm quen với kinh văn Đại Thừa thôi. Bồ Tát Ma Ha Tát tu Đại Niết Bàn, đối với tất cả pháp không còn sở kiến, không có chỗ thấy nữa. Nếu có chỗ thấy thì không thấy được Phật tánh. Bây giờ mình đi vô pháp tu nè. Đây là trường hợp mà không thể tu được pháp Bát Nhã và vào được Niết Bàn. Thế thì không tu trí tuệ để vào được Niết Bàn. Nguyên văn là Bồ Tát Ma Ha Tát tu Đại Bát Niết Bàn ư nhất thiết pháp, tất vô sở kiến. Câu thứ nhất là nếu có một vị Đại Bồ Tát nào phát tâm tu để thành đạt được Đại Tịch Diệt. Hay nói một cách gần là thế này, nếu có người thiện nam tử, người thiện nữ nhân nào phát tâm lành, muốn thành đạt được con đường giác ngộ. Nói như thế thì nó gần chúng ta hơn và nó dễ hiểu hơn, phải không? Hay nói một cái từ gần hơn nữa là thế này, anh đã chán cái chuyện sinh tử trong ba cõi sáu đường, anh phát tâm lành, anh muốn cắt đứt con đường tử sinh, không còn lang thang nữa. Đó là hạng Bồ Tát rồi đó. Thế nhưng mà đối với tất cả pháp, con người phát tâm lành kia mà không thấy được trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm, ở đây gọi là còn có sở kiến, tức là còn thấy đối tượng bị thấy, tôi là người thấy, đối tượng để loại trừ, tôi là kẻ loại trừ, thì người đó chưa có tu tập được pháp trí tuệ thì không thể thành đạt được Niết Bàn. Mình diễn dịch như thế nó có đủ dễ hiểu không? Nếu mình phát tâm lành
mong muốn ngay một đời này, nói cho nó qua đi, ngay một đời này cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi. Mà trong cái tiến trình tu của chúng ta đó, ta còn thấy có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có phiền muộn, thế thì người đó chưa có phát khởi được năng lực trí tuệ đủ bén nhạy để thành đạt được pháp đại tịch diệt. Và thưa các vị, đây là một tiến trình khá dài, mà nếu chúng ta mở được con đường vô thì chúng ta đi từ cửa này đi vô không phải khó. Thông thường giáo lý đạo Phật bảo rằng không hề có cái nhị nguyên, tức là có cái gì đối đãi giữa ta và cảnh, giữa ta và tâm, giữa phiền não và niết bàn. Thế nhưng mà cái tiến trình đi của nó là như thế này. Nếu anh chưa đi ngang qua cái tiến trình của nhận thức rõ ràng về ta và cảnh ấy, thì anh sẽ không có cái điều kiện bước lên cái tầng cao, đó là dung hợp được cái nhị nguyên. Tức là cái nấc thang thứ nhất là mình phải xác định rõ ràng là ta với người nó là hai, phải không? Rồi nấc thang thứ hai, ta mới có một cái phương pháp quán chiếu để loại trừ cái khả năng nhị nguyên trong tâm thức của ta. Và từ cái ví dụ đó rồi trở vào bên trong để các vị nhận diện ra được pháp môn tu, để chứng nghiệm được trạng thái thanh tịnh của tự tâm. Ví dụ như bước đầu, ta đã quen trong cuộc sống tử sinh là có cái buồn, có cái giận, có cái lo lắng bất an, thì ta liền đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào lo lắng, vào bất an. Mỗi lần cái sự suy nghĩ khởi lên thì ta thấy mình suy nghĩ, không thấy gì hơn cả. Thế rồi cái bước thứ nhất mình phải làm cho được, đó là khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng, khi có bất an, khi có phiền não, khi có nghĩ suy rối rắm, thì mình phải làm được một việc là dừng lại, nhìn được cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ, cái bất an đó, nó là cái đến đi sinh diệt. Tức là phân định chủ khách rõ ràng. Tôi là người chủ, anh là người khách. Tôi là không gian, anh là hạt bụi bay bay. Phải vậy không? Kinh văn đại thừa nào cũng đi vào con đường này cả. Các vị đọc Vô Lăng Nghiêm thì đã có phần này rồi. Tiếng chuông thì có đến có đi, nhưng mà cái nghe thì không bao giờ mất. Thế thì có cảnh và có người, có khách và có chủ, phải không? Thế rồi cái tiến trình tất nhiên nó phải đến, đó là khi các vị đã sống được thuần thục với cái trạng thái nhận biết kinh văn nguyên thủy thì gọi là tuệ tri. Tôi là người biết, mọi thứ là cái bị biết. Tôi là năng lực tuệ tri, phiền não bất an là cái đối tượng bị tôi thấy thôi. Thì khi mình luyện hẳn để mình vào cái vùng trời nhận biết như thế, cái điều nó phải đến đó là tự nhiên dần dần chúng ta rất là thuần thục trong trạng thái đó. Mọi vật, mọi cảnh từ bên ngoài đến bên trong, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn là chuyện của nó. Nhưng mà các vị luôn đứng yên trong cái vùng trời bất động của nhận biết, gọi là an trú tâm ngay trạng thái nhận biết hiện tiền, tĩnh lặng. Cái trạng thái rỗng lặng nhận biết hiện tiền là cái đang tự có, đang hiện hiện trong mắt tai mũi lưỡi của các vị. Nó vốn là cái trạng thái nhận biết bất sinh bất diệt, tại vì nó chưa hề dùng ý thức để khởi. Nó có cái tên khác, đó là tâm Phật chiếu sáng. Nó có cái tên trong kinh văn, đó là trạng thái tuệ tri. Nó có cái tên ở trong kinh văn đại thừa, đó là chân tâm thường hằng bất biến. Nó có cái tên ngay nơi đây, đó là trạng thái tự tánh niết bàn. Nó liên hệ một vòng như thế. Và kinh văn chỉ nói một chuyện mà thôi, không hề nói khác. Dù có 1.000 cuốn kinh cũng chỉ trạng thái này thôi, thưa các vị. Và nếu mình mênh mông hơn nữa thì thế này, có 3 phần trong đời tu chúng ta làm thôi. Một là nhận ra cái sinh diệt, hai là nhận ra cái gì không sinh không diệt, ba là sống với cái không sinh không diệt là xong việc. Nói rườm rà nhưng mà nó ngần nói việc. Cái gì là cái sinh diệt nơi các vị? Là buồn, là giận, là bất an, là ưu tư, là phiền muộn. Cái gì không sinh diệt nơi các vị? Là cái nhận biết buồn, giận, bất an. Cái đó nó vốn là cái không sinh diệt. Rồi cái còn lại cuối cùng là sống với cái không sinh diệt. Luyện hẳn đời mình để cho nó tan biến vào đó, thì gọi là ta đang tu tập cái pháp hành trì của Đại Bát Nhã để thành tựu quả Niết Bàn. Mà khi mình sống được miên viễn như thế này rồi thì thưa các vị,
Các vị đang an trú trong tự thân này, nhưng mà các vị đang là người sống với cái bất động của tâm niết bàn tịch diệt. Các vị đang an trú trong trạng thái hữu dư niết bàn, là đang an trú trong cái vô trụ xứ niết bàn. Rồi các vị chỉ cần làm một việc đó là tới lúc hình hài tứ đại mình nó già cỗi, nó cọc cạch rồi, không có cách gì ràng rịch nó lại để cho cái bánh xe nó lăn thêm nữa, thì mình trả hình hài về cho các bụi vô thường, gọi đó là nhập vào vô dư niết bàn. Có khó gì đâu, phải không? Ai mà làm chẳng được. Mấy ông già đây thì phải chuẩn bị lần lần, tại vì sắp tới nơi rồi, xe cọc cạch nhiều lắm rồi, giữ lại nó để xài chút xíu thôi chứ không có dài lâu đâu. Cho nên phải sống cho được với cái trạng thái thanh tịnh bản lai tự tánh niết bàn, bằng không á thì tới lúc đó rồi quờ quạng. Đó là mình khai thác một chút về kinh Lăng Già, rồi nói đến Đức Thế Tôn vào niết bàn. Thưa các vị, mình lặp lại. Điều thứ nhất là đi ngang bốn tầng thiền. Sau đó ra khỏi đệ tứ thiền rồi mới đi vào niết bàn vĩnh tịch. Ta hỏi coi tại sao vậy? Đôi khi mình lầm lẫn, mình tưởng là chứng được tứ thiền là xong việc, nhưng mà thưa chưa. Thế Tôn trước khi niết bàn thị hiện điều này để cho chúng ta biết là bốn tầng thiền vẫn chưa phải là cái chỗ cứu cánh của Đức Thế Tôn muốn chỉ cho chư tỳ kheo. Và thành đạt được bốn tầng thiền, thưa các vị, cũng không phải giản dị. Ví dụ như cái tầng đầu chúng ta biết là ly sinh hỷ lạc, phải không? Tầng thứ hai là gì? Định. Định sinh hỷ lạc. Tầng thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Và tầng thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Và cái tầng đầu cũng là định hữu tầm hữu tứ định đó. Ly sinh hỷ lạc có nghĩa là có tầm có tứ định, nghĩa là có cái chi? Có cái thầm thì, có cái như lý tác ý định. Lang thang hơi nhiều phải không? Quý thầy có nghe mệt chưa? Đang mình biết mình dừng lại giải thích cái này một chút để làm nổi bật cái điều Đức Thế Tôn muốn dạy mình thôi. Cái phần đầu, cái tầng này Đức Thế Tôn cài cái giáo lý đó là như lý tác ý để đi vào định. Thế nào là như lý tác ý để đi vào định? Thưa các vị, đọc vô những bài kinh của A Hàm, Đức Thế Tôn dạy là tôi thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Tức là có cái chi để làm cho tâm mình an định. Đó chi? Có khởi ý, phải không? Có tác ý, có dùng ngôn ngữ thầm thì bên trong để làm cho tâm mình nó đi lần vào định. Thở vào, tôi biết tôi thở vào. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Và nếu chúng ta liên hệ nó với truyền thống Tịnh Tông thì các vị thấy điều gì nữa đây? Dùng ý thức, dùng niệm lực, dùng sinh diệt niệm để làm cho tâm mình nó an tĩnh, nó thuần thiện, nó an trú lại một nơi. Đây là tầng cạn nhất mà người tu phải đi vô thôi. Xưa giờ mình đã để tâm thức mình nó nói thầm thì về bao nhiêu chuyện hoàng xiên. Thế thì bây giờ mình bắt nó nói một chuyện thôi, nói một việc thôi, hoặc là nó trụ tâm trong tiếng niệm Phật, hoặc là nó trụ tâm trong cái tiếng thầm thì là tôi thở vào, tôi biết thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Thế nhưng mà nó khác biệt vô cùng giữa truyền thống thiền và Tịnh Tông ở cái phần cơ bản đó là thế này. Tịnh Tông á, người ta dùng cái tiếng A Di Đà Phật liên tục để khống chế tất cả những niệm sinh diệt. Tức là dùng cái sinh diệt niệm này loại trừ cái loại sinh diệt niệm kia. Còn trong Thiền Tông thì thưa các vị, dù đó là thiền căn bản Thế Tôn dạy, thì dùng một niệm
để làm sinh khởi chánh trí, tức là như lý tác ý, một niệm thôi rồi dừng, chứ không phải là niệm liên tục, không phải vận dụng ý thức ta làm việc liên tục. Đầu tiên anh mới thiền tập, anh làm một việc đó là tôi đang thở vào, tôi biết hơi thở tôi đang đi vào, rồi dừng. Về sau thì chỉ có việc thở vào thở ra, dùng cái sự nhận biết của mình nhận biết nó đang đi vào đi ra mà không nói thầm thì, tức là không có tầm có tứ gì bên trong nó nữa cả. Có phải vậy không? Cho nên ngay căn bản pháp tu thiền nó đã là trực tiếp là một. Nó đã làm cho chúng ta không có hao năng lượng khởi ý liên tục là hai. Khi khởi ý liên tục tức là nói thì thầm liên tục, thưa các vị, nó làm hao năng lượng là một. Nếu các vị niệm ra miệng thì nó hao khí. Các vị vận dụng ý thức để niệm thầm trong đây thì nó hao chi? Hao thận. Nó đều đốt năng lượng. Điều thứ ba nữa là nó làm cho tâm thức chúng ta càng ngày càng mụ dần đi, trở thành một cái thói quen, tức là niệm thầm thì. Rồi thậm chí sẽ có lúc có thói quen này nó đã nhão quá đi. Cho nên niệm thì cứ niệm, nhưng mà một đằng tâm thức nó vẫn phóng đi như chơi. Đã có ai từng tu pháp môn niệm Phật và có một cái công phu hành trì thì nhận ra điều này ngay. Mình không có cường điệu về cái pháp thực tập của thiền gì đâu. Thế thì cái tầng đầu ly sinh hỷ lạc cũng có nghĩa là định hữu tầm hữu tứ. Và thưa các vị, an trú ngay cái tầng đầu đã có được niềm vui rồi. Tầng thứ hai, người ta xả tầm tứ định. Tức là lúc bây giờ cái trạng thái nhận biết nó còn một chút dụng công, chứ nó không phải là không còn cái chất dụng công đâu. Thế nhưng mà cái chất thầm thì bên trong gợi ý để hướng về một chủ đề thiền quán nó không còn cần thiết nữa, mà ngồi là an trú được trong định, gọi là tầng thứ hai, định sinh hỷ lạc. Nhưng mà còn cái hỷ lạc là còn cái chi? Thưa các vị, cái trạng thái tâm hỷ lạc dù nó có, nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được cái công phu tu, nhưng mà vẫn còn ở trong cái trạng thái của sinh diệt tâm. Thế cho nên thứ ba là ly hỷ. Cái niềm vui thô nó không còn, nhưng mà vẫn còn cái niềm vui nó thầm lặng, nó vi tế, gọi là ly hỷ diệu lạc. Chứng đến tầng này rồi, theo chúng ta thì chúng ta cảm thấy an trú ra đây là đủ thảnh thơi cuộc đời rồi. Người đó không cần bạn bè, không cần nhà cao cửa rộng, không cần điều kiện chi cả, không cần phải đi giảng kinh thuyết pháp gì cả, không cần ai cung kính gì cả, mà lòng họ tràn ngập cái niềm vui nhẹ nhẹ, có mặt luôn cả một ngày và một vòng tròn trong đời sống thế này. Thì các vị hình dung là cái diệu lạc này, tức là cái niềm vui nhẹ, thâm sâu, bền bỉ, kéo dài, nó luôn có mặt trong đời sống tu. Thế nhưng mà ngang đây Thế Tôn cũng chưa hài lòng với cái tầng chứng này, cho nên Ngài đi đến tầng thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Cái trạng thái niềm vui nó mong manh, nó nhẹ và nó tinh tế cũng không còn nữa, còn một cái niệm thanh tịnh, rỗng lặng, sáng ngời. Thế nhưng mà bốn tầng này, thưa các vị, vẫn chưa đến cái trạng thái thiền tịch của Đức Thế Tôn chứng nghiệm cuối cùng. Các vị A-la-hán đi vào bốn tầng định này, bốn tầng thiền này, nhưng mà thưa các vị, vẫn chưa gọi là sạch nhẫn lậu hoặc chứng A-la-hán quả. Đây là cái bước nhảy, hay cái từ khác gọi là đây là cái nền tảng, để từ cái nền tảng này bước vào một bước nữa, để chấm dứt được, để làm tan biến được những hạt giống lậu hoặc trong đây, tức là không còn bản ngã nữa. Triệt tiêu mọi thứ, lúc bấy giờ mới chứng nghiệm được cái trạng thái vô lậu, tức là chứng nghiệm được trạng thái của chánh trí hiện tiền của các vị A-la-hán, hay nói gọn là chứng nghiệm được cái quả thứ tư, tức là quả A-la-hán. Và từ cái điều này giải thích để trở lại, sở dĩ Đức Thế Tôn đi ngang qua bốn tầng định này, nhập rồi xuất, rồi nhập lại lần thứ hai, rồi cuối cùng ra khỏi tầng thiền thứ tư, Ngài mới vào Đại Bát Niết Bàn, để minh chứng cho chúng ta một điều là bốn tầng thiền này đành rằng
cái mức độ thâm sâu của nó có thể tu một đời công phu chúng ta mà không có miên mật thì không nếm được cái tầng đầu nữa, đừng nói là đi ngang qua đến tầng thứ tư. Thế nhưng mà phải kinh ngang qua bốn tầng này, triệt tiêu như hạt giống lậu hoặc nơi tâm thức, rồi mới chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền hay là chứng nghiệm được quả A-la-hán. Cái điều Thế Tôn trước khi Niết Bàn biểu hiện để cho chư tỳ kheo A-la-hán biết một điều là phải qua khỏi bốn tầng này mới thành đạt được quả vị giải thoát. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ cái phần thứ tư này, rừng Sa La tĩnh mịch, mình tạm chia sẻ đôi điều với các vị, và mong rằng quý thầy đọc vào hai bài kinh, một là trong kinh Du Hành, hai là nếu có thì giờ đọc hết bộ Đại Bát Niết Bàn. Mình chỉ đem cái cuốn thứ hai thôi, cuốn thứ nhất nó cũng dày bao nhiêu vậy. Phần cuối cùng, tức là chúng ta có một cái phần nhận xét và tổng kết ở đây. Chúng ta chia ra làm bảy nét. Phần A, mình bàn về sự khác biệt của hai cách nhìn về lịch sử Đức Phật. Và cái ý nhỏ trong đây, mình ghi những cái điều gợi ý cho quý thầy. Cách nhìn của các nhà nghiên cứu. Ý thứ nhất, cách nhìn của các nhà nghiên cứu. Ý thứ hai, đó là cách nhìn của đệ tử Phật. Ý thứ ba, cách nhìn của người thành đạt tâm linh. Mình giải thích sơ sơ cái này rồi đi tới. Thưa các vị, là người ta có hai cái cách nhìn về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Thứ nhất là cách nhìn của những người nghiên cứu về lịch sử, tức là họ thuần là những nhà nghiên cứu thôi. Họ nhìn Đức Thế Tôn qua cái nhìn của thư tịch khảo sát. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ lấy cái lăng kính, họ lấy cái con mắt đời thường, họ nhìn về Đức Phật thôi. Ví dụ như chúng ta đọc cái quyển gần nhất là quyển Đức Phật Lịch Sử, thì người ta diễn bài cái điều Đức Thế Tôn Niết Bàn, thậm chí là lễ trà tỳ của Đức Thế Tôn. Có một phần mình chưa có thưa với các vị về vấn đề lễ trà tỳ nha. Mình bàn sơ cái này đã rồi, có lẽ là chúng ta tuần sau chúng ta sẽ đi vô sâu phần này. Mình đang nói về cái nhìn của những nhà nghiên cứu lịch sử. Cái nhìn của họ, họ căn cứ vào những văn bản là một, căn cứ vào cái đôi mắt nhân gian bình thường là hai. Cho nên khi khảo sát kinh văn là một, phối kiểm với vấn đề lịch sử là hai, thì họ có một cái tổng kết về cuộc đời Đức Phật. Họ nói rằng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn do vì trúng thực cho nên bị kiết lỵ. Thứ hai, đó là do vì cái sự chuẩn bị nó không tươm tất cho nên người ta quấn cái hình thể Đức Thế Tôn và nó thiếu vải, cho nên đến cuối cùng thì nó còn hở một cái chân, cho nên Ngài Ca Diếp, Ngài đi về, Ngài mới thấy được cái chân của Đức Thế Tôn. Mình dẫn vài cái ví dụ thôi. Thế thì thưa các vị, cái nhìn của những nhà viết lịch sử, họ căn cứ trên những văn bản kinh cộng với cái sự suy diễn của họ, nó rất là khác biệt, nó không giống như chúng ta. Tức là cái nhìn của anh phàm tục thì anh thấy Đấng Đại Giác Thế Tôn là phàm tục như anh. Và cái chuyện này nó không những xảy ra cho những nhà nghiên cứu lịch sử ở bên ngoài, nó cũng xảy ra luôn cho những người tu của chúng ta. Có một vài cuốn sách người tu sĩ viết về Đức Thế Tôn, nhưng mà các ông cũng nhìn bằng cái nhìn trần tục bình thường, cho nên ông có quan niệm cuộc đời Thế Tôn nó cũng gần giống như bản thân ông. Điều này thì tôi nghĩ các vị đọc tất cả những quyển lịch sử viết về Đức Phật thì các vị thẩm định về chuyện này rất là dễ. Cái nhìn thứ hai, thưa các vị, là cái nhìn của đệ tử Phật. Mình muốn nói cái phần cạn đó là những đệ tử có niềm tin thôi mà chưa có tu nghe. Họ có niềm tin một cách rất ư là ngây thơ. Đọc vào kinh văn A Hàm, đọc vào kinh văn Đại Thừa, và họ cứ một bề là đánh bóng về cuộc đời Đức Thế Tôn là thần biến, là vân vân đủ mọi thứ. Thì cái trường hợp này nó cũng là một trường hợp sai lệch. Trường hợp kia thì nó sai lệch hướng này, trường hợp những người đệ tử thì nó sai lệch với hướng kia.
giống như quả lắc đồng hồ, nó luôn đung đưa qua hai bên. Thế nhưng mà có trường hợp thứ ba của những người có cái nhìn về cuộc đời Đức Phật, đó là những người có tu tập, có thành đạt được ít nhiều trên con đường tâm linh. Thế thì họ có cái nhìn rất khác biệt về Đức Thế Tôn. Ví dụ như các vị thiền sư, họ có những cái phần chứng đắc nhất định trong đời sống tu của họ. Thì thưa các vị, họ có một cái nhìn rất là chuẩn mực, gần chính xác về cuộc đời giác ngộ của Đức Thế Tôn. Tại vì khi anh đạt đến một cái trình độ tâm chứng như thế nào đó thì anh mới có khả năng nhìn được Đức Thế Tôn gần bằng những cái điều Đức Thế Tôn đã chứng nghiệm trong quá khứ, chứ còn không thể bằng được và chính xác được như Đức Thế Tôn trong quá khứ. Đó là chúng ta tạm phân ra làm ba cái nhìn như thế này. Rồi ý thứ hai, đó là sự cống hiến của Đức Thế Tôn trên hành tinh của con người, là cái phần B. Có ba ý nơi đây. Ý đầu đó là trong quá khứ. Ý thứ hai là hiện tại. Và ý thứ ba là tương lai. Cái sự có mặt của Đức Phật nó không giản dị là gầy một dòng chảy đạo Phật, cống hiến tuệ giác cho chúng ta hôm nay, mà nó còn lan rộng vô cùng trong xã hội Ấn Độ thời quá khứ. Nếu mà chúng ta có một cái khả năng đọc đủ rộng á, thì các vị thấy là ảnh hưởng đạo Phật nó đã tác động đến Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo. Nó làm chuyển biến dòng chảy giáo lý của những tôn giáo có mặt đương thời. Và về lĩnh vực xã hội thì nó giúp được biết bao nhiêu người trong đương thời vượt ngang qua những cái khổ đau, giúp cho các vị vua giảm thiểu được chiến tranh hoạn họa. Và trong quá khứ thì thưa các vị, cái sự có mặt của đạo Phật đóng góp rất lớn cho xã hội Ấn Độ. Rồi mở rộng ra, và 100 năm sau khi Asoka Vương lên ngôi thì các vị hình dung là có tới 6-7 sứ đoàn truyền giáo giúp cho đạo Phật phát triển rộng. Và khi đạo Phật có mặt rộng bao nhiêu thì mang lại cái sự hòa ái, hòa bình và yêu thương cho hành tinh con người lớn bao nhiêu. Đó là mình nói trong quá khứ. Thế rồi nói đến hiện tại. Thưa các vị, là người ta có một cái nhìn vòng quanh thì chưa có một tôn giáo nào có năng lực làm cho con người sống hài hòa và hòa bình như đạo Phật cả. Chưa có một nguồn giáo lý nào dạy cho người ta sống yêu thương và hòa bình, loại trừ cái chất cuồng tín giống như đạo Phật. Và cũng chưa hề có một tôn giáo nào có một cái năng lực tuệ giác đủ sâu xa và vượt thời gian không gian, không có phản bội với những cái phát triển khoa học giống như đạo Phật. Đó là từ cái nhìn hiện tại, chúng ta nói một góc nhỏ thôi. Thế rồi tương lai. Thưa các vị, rất nhiều con người họ đều có một cái nhìn chung công nhận là nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được cái tâm thức của con người trên hành tinh này ở tương lai thì phải là đạo Phật, chứ không hề có một tôn giáo nào khác. Đó là ba điều chúng ta nói về sự cống hiến của đạo Phật có mặt trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và cái phần C chúng ta đi vô, đó là ta học được gì từ cuộc đời của Đức Thế Tôn. Cái chuyện này để dành cho mấy thầy. Mình nhìn Đức Thế Tôn là ứng dụng vào cuộc đời mình, tức là ý thứ nhất là tự thân ta. Tự thân. Ý thứ hai là đoàn thể ta, tức là tăng đoàn hiện tại. Và cái điều thứ ba đó là cho thế hệ tương lai. Mình nêu ra những điểm này, thưa các vị, nó có cái nét chung, đó là cho cá nhân và cho tập thể. Tự thân các vị, nếu cá nhân của các vị là những người tu sĩ thì chúng ta cũng nhìn vào cuộc đời Đức Phật, học vô vàn điều để làm cho đức hạnh mình mỗi ngày một tăng trưởng, làm cho cái lý tưởng của mình nó vững chắc hơn, nó không bị lung lay, làm cho cái bồ đề tâm của mình mỗi một ngày nó càng mãnh liệt hơn. Rồi về cái tính đoàn thể, thưa các vị, là mình nhìn cái tăng đoàn hiện tại, rồi nhìn vào đời sống Đức Thế Tôn qua kinh văn, rồi nhìn vào đời sống của chư tăng trong quá khứ,
chúng ta sẽ rút ra rất là nhiều bài học để củng cố cho cái sinh hoạt dạ lam của chúng ta. Rồi từ cái nền tảng căn bản này mình định hình được thì mình sẽ định hình được cho cái sinh hoạt Phật giáo hay là sinh hoạt dạ lam tự viện của mình trong tương lai. Đó là những bài học mà chúng ta cần trích ra từ cuộc đời Đức Thế Tôn. Rồi cái phần cuối cùng và phần D là chúng ta làm gì với gia tài của Đức Thế Tôn để lại. Chúng ta làm gì với gia nghiệp của Thế Tôn? Gia nghiệp của Ngài trao lại cho các vị lớn hay nhỏ vậy? Quá lớn. Tam tạng thánh điển của Như Lai, thưa các vị, đồ sộ vô cùng. Kinh Cô Răng của Hồi giáo, Thánh Kinh của Kitô giáo, hay là bốn bộ Vệ Đà của Bà La Môn giáo không bì được với tam tạng thánh điển của Như Lai. Tam tạng thánh điển nguyên thủy, rồi những văn bản có mặt theo dòng chảy Đại Thừa phát triển, tức là khối lượng nó vô cùng đồ sộ là một, rồi cái chất lượng của nó mênh mông là hai. Mình chưa thăm dò được vô hết, cho nên ở mức độ cạn là đối với pháp học, thưa các vị, mình còn nợ với Thế Tôn lớn vô cùng đó. Thế thì thưa các vị, là một tu sĩ không thể chối từ được việc học kinh văn. Mỗi ngày mình xin lặp lại, mình không đọc vào một bài kinh là có tội với Đức Thế Tôn, chứ đừng nói gì thêm cả. Anh không đọc một bài kinh là anh đã phản bội với gia tài thánh điển của Như Lai. Điều thứ hai, cái kế thừa đầu tiên đó là kế thừa kinh văn, kế thừa văn tự. Nhưng mà thưa các vị, văn tự nó là da thôi chứ chưa phải là cái gì ghê gớm cả. Các vị còn nhớ là khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma trước khi về Thiên Trúc, Ngài kêu Đồ Tôn Đệ Tử lại hỏi người đầu tiên đạo phó, đó là không rời văn tự, không chấp văn tự, ngay nơi đó dùng được là đạo. Thì Ngài nói ngươi được da của ta, có nghĩa là chi? Có nghĩa là trên văn tự chữ nghĩa sử dụng, giảng dạy, viết lách, thuyết pháp, làm cho chánh pháp có mặt, thưa các vị, chỉ là phần da thôi. Cho nên phần thứ hai, đi vô chiều sâu là anh phải làm thế nào để kế thừa được dòng chảy chánh pháp ngay nơi tự thân anh. Tức là cái năng lực nuôi dưỡng, cái năng lực làm cho đời sống của mình nó dậy cái chất men đức hạnh, nó có được cái phạm hạnh trong sáng, để làm chỗ nương cho thập phương tín đồ là một, làm cho dòng chảy chư tăng không bị đứt quãng là hai. Đó là vấn đề thứ hai, phải làm chứ không vì lý do gì không làm cả. Tu mà không có thành đạt được phẩm chất đạo hạnh, không có đức hạnh để làm chỗ tựa nương, không có tiếp tăng độ chúng, không có làm cho dòng chảy chánh pháp nó chảy dài, thì là người phản bội gia tài thánh giáo của Thế Tôn ạ. Rồi điều thứ ba, khi anh đã làm được cái gì đó chịch tự thân anh, thì cái điều anh phải làm thứ hai nữa đó là Phật Pháp còn lại tới hôm nay không có đơn thuần là do chư tăng lười nhác hoặc là ích kỷ mà Phật Pháp tồn tại tới hôm nay. Chư tổ ngày xưa đã từng bỏ xương trắng dọc theo sa mạc Gobi trên con đường truyền đạo, đã từng bỏ xác ngoài biển Đông trên con đường du hành từ Ấn Độ qua những eo biển Malacca để đi vào vùng Trung Hoa và Việt Nam. Thế thì cái con đường mở rộng để làm cho chánh pháp nó cửu trụ, tức là nó có mặt lâu bền ở cuộc đời này, con đường hoằng pháp không thể chối từ được. Học hạnh đoan nghiêm, phẩm chất trong sáng, có năng lực và phẩm chất tu rồi, thì cái việc thứ ba phải làm đó là cái công trình hoằng pháp thôi. Anh có thể hoằng pháp bằng con đường dạy dỗ người ta tu, anh có thể hoằng pháp bằng cái con đường xây dựng một đạo tràng, anh có thể hoằng pháp bằng con đường là tiếp tăng độ chúng, nuôi dưỡng thế hệ kế thừa, vân vân, mở ra rất là nhiều con đường, hoặc là ngồi yên viết luận thư, vân vân. Thưa các vị, ba vấn đề này ta phải làm, bằng không thì ta không phải là con của Đức Thế Tôn, ta là người cha làm thầy, con đốt sách, phá hoại dòng chảy, làm cho tắt mất dòng chánh pháp, thì thưa các vị, ta có tội vô cùng với Đức Thế Tôn. Tất nhiên có một phần bỏ sót nơi đây, đó là cái phần lễ trà tì ở phần thứ tư trước khi đi vô nhận xét và tổng kết.
các vị đọc lại cho kỹ thêm cái phần là lễ trà tỳ của Đức Thế Tôn có mặt ở trong kinh văn, và mình đi ngang qua những phần như thế. Và cuối cùng sẽ nhắc lại nhau một phần. Thưa các vị, là trong bốn cái phần này, đó là một chủ đề mình chỉ triển khai một cách tổng quát thôi. Các thầy phải suy tư về vấn đề này cho kỹ. Biết đâu trong tương lai quý thầy có dịp thuyết trình về vấn đề này, hoặc là có dịp viết bài về vấn đề nhận xét và tổng kết. Mình chỉ đi lướt ngang qua thôi. Nhưng mà các thầy nên ghi chú những phần này cho kỹ. Và có dịp chúng ta sẽ thử làm một bài kiểm tra sau khi chúng ta học lịch sử Đức Phật, coi nó ra làm sao. Được không? Được. Mấy ông già này cũng còn ngon nha. Rất là khẳng khái, làm ăn không có ngán gì đâu. Hy vọng là... Tôi không biết là mấy bộ môn khác quý thầy trước khi kết thúc có cho các cụ viết bài kiểm tra chưa? Ở đây chúng ta có cần như vậy không? Hay là cứ học rồi... Để dành đó rồi tới cuối học kỳ là chúng ta làm luôn một lần 5 bài. Nhưng mà thưa quý thầy là cái phần nhận xét và tổng kết này, hy vọng là có dịp chúng ta sẽ ôn lại cái phần này khi mình đi vô một cái chương trình học lịch sử khác. Đây là những cái chủ đề mình nghĩ nó khá là rộng. Nó bao hàm, điều thứ nhất là bao hàm cái lĩnh vực nhận xét về sử liệu. Cái thứ hai, nó cũng mở ra một cái hướng để cho chúng ta quy chiếu vào cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Thứ ba, nó cũng mở ra một cái hướng để chúng ta có một cái nhận định về sinh hoạt của tăng đoàn trong hiện tại, và mình có một cái nhìn làm thế nào để có thể làm cho cái sinh hoạt của cộng đồng tăng lữ trên đất nước Mỹ này nó hòa nhịp được, nó phát triển được trong cái vùng đất mới. Đó là đôi điều mình chỉ gợi ý thôi, rồi các vị suy tư thử. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền. Tần thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học Phật đạo tương thể.